hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc tác giả và Hồng Đào. Hải Ninh là tên gọi một ngôi làng điển hình ở xứ Bắc, với cánh đồng lúa mênh mông, với lũy tre xanh bao bọc mấy trăm nắp nhà, phần lớn là mái tranh vách đất. Cuối cánh đồng làng có con đê cao ngăn nước sông Cái, là mối đe dọa hàng năm mỗi khi mùa mưa đến. Cuộc sống im lìm của mấy ngàn dân cư cứ êm ả ngày này qua ngày khác, ngàn đời chẳng biết bao giờ mới thay đổi. Bấy giờ là giữa thập niên 1920, Khải Định Hoàng đế vừa qua đời ở tuổi 41. Hoàng tử Vĩnh Thụy nối ngôi, lấy hiệu là Bảo Đại, mới 13 tuổi, hiện còn đang du học bên mẫu quốc. Bước sang đầu thế kỷ 20, những phong trào đấu tranh giành độc lập không còn lấy triều đình làm điểm tựa nữa, bởi tiếng gọi cần vương năm xưa thời Hàm Nghi Duy Tân đã trở thành dĩ vãng. Nhiệm vụ đuổi thực dân bây giờ là của quần chúng tự phát, đặc biệt là những người theo tân học, ngấm ngầm bùng lên khắp nơi như trăm hoa đua nở, dưới nhiều hình thái khác nhau, ghi dấu một thời vừa lẫm liệt, vừa pha lẫn với bi thương. Trong làng Hải Ninh có gia đình ông Vũ Lương thuộc hàng Trung Nông, 4 người con, 2 trai 2 gái đều hiền lành chăm chỉ. Ông Lương là thầy đồ lỡ vận, vốn liếng chữ Hán thâm hậu, nhưng gặp buổi nho học xế bóng, không đắc